Tribble này, M451C Tribble này, Anaconda Fast Draw Tribble và con M200 Chaitak Dominator Tribble. À, của sâm gốc ok, bạn sâm gốc ủng hộ thêm 50k vào giải đây, đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin, thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em kẻ hát rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành A đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Love thì quay cái gần đây, đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribal này, M451C Tribal này, Anaconda Fast Draw Tribal và con M200 Chaitak Dominator Tribal. À, của sâm gốc ok, bạn sâm gốc ủng hộ thêm 50k vào giải đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin, thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em kẻ hát rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành A đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Love thì quay cái gần đây, đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribal này, M451C Tribal này, Anaconda Fast Draw Tribal và con M200 Chaitak Dominator Tribal. À, của sâm gốc ok, bạn sâm gốc ủng hộ thêm 50k vào giải đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin, thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em kẻ hát rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành A đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Love thì quay cái gần đây, đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribal này, M451C Tribal này, Anaconda Fast Draw Tribal và con M200 Chaitak Dominator Tribal. À, của sâm gốc ok, bạn sâm gốc ủng hộ thêm 50k vào giải đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin, thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em kẻ hát rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành A đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Love thì quay cái gần đây, đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribal này, M451C Tribal này, Anaconda Fast Draw Tribal và con M200 Chaitak Dominator Tribal. À, của sâm gốc ok, bạn sâm gốc ủng hộ thêm 50k vào giải đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin, thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em kẻ hát rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành A đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Love thì quay cái gần đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn
quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribal này, M451C Tribal này, Anaconda Fast Draw Tribal và con M200 chơi tắc Dominator Tribal. À của Sâm Gấp, ok, bạn Sâm Gấp ủng hộ thêm 50k vào giải đây nhá. Đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả, 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin, thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em Hát Rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành I đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Lâu thì quay gần đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribal này, M451C Tribal này, Anaconda Fast Draw Tribal và con M200 chơi tắc Dominator Tribal. À của Sâm Gấp, ok, bạn Sâm Gấp ủng hộ thêm 50k vào giải đây nhá. Đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả, 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin, thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em Hát Rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành I đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Love thì quay gần đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribal này, M451C Tribal này, Anaconda Fast Draw Tribal và con M200 chơi tắc Dominator Tribal. À của Sâm Gấp, ok, bạn Sâm Gấp ủng hộ thêm 50k vào giải đây nhá. Đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả, 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin, thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em Hát Rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành I đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Love thì quay gần đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribal này, M451C Tribal này, Anaconda Fast Draw Tribal và con M200 chơi tắc Dominator Tribal. À của Sâm Gấp, ok, bạn Sâm Gấp ủng hộ thêm 50k vào giải đây nhá. Đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả, 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin, thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em Hát Rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành I đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Love thì quay gần đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribal này, M451C Tribal này, Anaconda Fast Draw Tribal và con M200 chơi tắc Dominator Tribal. À của Sâm Gấp, ok, bạn Sâm Gấp ủng hộ thêm 50k vào giải đây nhá. Đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả, 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin, thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em Hát Rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành I đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Love thì quay gần đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn
quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribble này, M451C Tribble này, Anaconda Fast Draw Tribble và con M200 chơi tắt Dominator Tribble. À của sâm gốc, ok, bạn sâm gốc ủng hộ thêm 50k vào giải đây, đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em Kẻ Hát Rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không để phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành I đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Lơ phù thì quay gần đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh. Với Smoke Tribal này, M451C Tribal này, Anaconda Fast Draw Tribal và con M200 chơi tắt Dominator Tribal. À của sâm gốc, ok, bạn sâm gốc ủng hộ thêm 50k vào giải đây là cũng là chủ nick luôn. Đây cũng là chủ nick luôn thì mình đã có mua có 50 quả rồi, đang được giảm giá 270 gold coin. Thì anh em nhanh tay mua đi, không là nó sẽ lên giá đấy nhá. Đây 50 quả 270 gold coin và còn thừa là 46 gold coin thì nếu mà có thì mình sẽ làm thêm 5 quả nữa. Ok nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Vào việc nào. Chào em Kẻ Hát Rong nhá, chào Nhật Tân, chào Nguyễn Thanh Hải, hello tất cả mọi người. Chắc không để phải để anh em đợi lâu nữa, chúng ta vào việc đi. Vào việc nhá anh em nhá. 151k cho em M200 Tribal. Chữ Y ở trong tiếng Anh phải đọc thành I đúng không? Tribal đúng không? 34 anh em ơi, vào việc. Lơ phù thì quay gần đây, anh quay đây. Nào, anh em muốn quay vạch bao nhiêu thì lên tiếng giúp anh nhá. Sâm gốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à. 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô phát biết ngay anh Điện Trần ủng hộ 20k. Úi dồi ôi, gần chung ngay, trời ơi, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À không, hôm nay anh Điện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá. Mày cứ treo anh đi, mày không mua đi xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Điện Trần. Anh Điện Trần rồi, Điện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo. Chào anh Hào, chào anh em Thìn Trần nhá. Chào Hàng Ngọc Lợi và chúng ta quay thôi. Nhạc có to nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc nhạc mình để có hơi to không? Nhạc mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi. Anh nhá, sâm gốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à. 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô phát biết ngay anh Điện Trần ủng hộ 20k. Úi dồi ôi, gần chung ngay, trời ơi, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À không, hôm nay anh Điện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá. Mày cứ treo anh đi, mày không mua đi xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Điện Trần. Anh Điện Trần rồi, Điện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo. Chào anh Hào, chào anh em Thìn Trần nhá. Chào Hàng Ngọc Lợi và chúng ta quay thôi. Nhạc có to nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc nhạc mình để có hơi to không? Nhạc mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi. Anh nhá, sâm gốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à. 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô phát biết ngay anh Điện Trần ủng hộ 20k. Úi dồi ôi, gần chung ngay, trời ơi, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À không, hôm nay anh Điện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá. Mày cứ treo anh đi, mày không mua đi xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Điện Trần. Anh Điện Trần rồi, Điện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo. Chào anh Hào, chào anh em Thìn Trần nhá. Chào Hàng Ngọc Lợi và chúng ta quay thôi. Nhạc có to nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc nhạc mình để có hơi to không? Nhạc mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi.
anh nhá. Sâm ngốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à, 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô mô vẫn biết ngay, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Ôi trời ơi, gần chung ngay, trời ơi. Trời ơi, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À, không, hôm nay anh Điện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá, mày cứ chơi anh đi, mày không mua. Mày không mua đi, xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Điện Trần. Anh Điện Trần rồi, Điện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo. Chào nhau, chào anh em Thìn Trần nhá. Chào Hàng Ngọc Lợi và chúng ta quay thôi. Nhạc có to nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc mình để có hơi to không? Nhạc có mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi. Anh nhá, Sâm Ngốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à, 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô mô vẫn biết ngay, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Ôi trời ơi, gần chung ngay, trời ơi. Trời ơi, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À, không, hôm nay anh Điện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá, mày cứ chơi anh đi, mày không mua. Mày không mua đi, xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Điện Trần. Anh Điện Trần rồi, Điện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo. Chào nhau, chào anh em Thìn Trần nhá. Chào Hàng Ngọc Lợi và chúng ta quay thôi. Nhạc có to nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc mình để có hơi to không? Nhạc có mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi. Anh nhá, Sâm Ngốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à, 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô mô vẫn biết ngay, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Ôi trời ơi, gần chung ngay, trời ơi. Trời ơi, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À, không, hôm nay anh Điện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá, mày cứ chơi anh đi, mày không mua. Mày không mua đi, xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Điện Trần. Anh Điện Trần rồi, Điện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo. Chào nhau, chào anh em Thìn Trần nhá. Chào Hàng Ngọc Lợi và chúng ta quay thôi. Nhạc có to nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc mình để có hơi to không? Nhạc có mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi. Anh nhá, Sâm Ngốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à, 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô mô vẫn biết ngay, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Ôi trời ơi, gần chung ngay, trời ơi. Trời ơi, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À, không, hôm nay anh Điện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá, mày cứ chơi anh đi, mày không mua. Mày không mua đi, xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Điện Trần. Anh Điện Trần rồi, Điện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo. Chào nhau, chào anh em Thìn Trần nhá. Chào Hàng Ngọc Lợi và chúng ta quay thôi. Nhạc có to nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc mình để có hơi to không? Nhạc có mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi. Anh nhá, Sâm Ngốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à, 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô mô vẫn biết ngay, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Ôi trời ơi, gần chung ngay, trời ơi. Trời ơi, anh Điện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À, không, hôm nay anh Điện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá, mày cứ chơi anh đi, mày không mua. Mày không mua đi, xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Điện Trần. Anh Điện Trần rồi, Điện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo. Chào nhau, chào anh em Thìn Trần nhá. Chào Hàng Ngọc Lợi và chúng ta quay thôi. Nhạc có to nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc mình để có hơi to không? Nhạc có mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi.
anh nhá. Sâm ngốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à, 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô mô vẫn biết ngay, anh Biện Trần ủng hộ 20k. Ui dồi ôi, gần chung ngay, trời ơi. Trời ơi, anh Biện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À, không, hôm nay anh Biện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá. Mày cứ treo anh đi, mày không mua. Mày không mua đi, xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Biện Trần. Anh Biện Trần rồi, Biện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k. Và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo, chào anh Hào, chào anh em Thìn Trần nhá, chào Hàng Ngọc Lợi, và chúng ta quay thôi. Nhạc có to, nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc mình để có hơi to không? Nhạc mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi. Anh nhá, Sâm Ngốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à? 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô mô vẫn biết ngay, anh Biện Trần ủng hộ 20k. Ui dồi ôi, gần chung ngay, trời ơi. Trời ơi, anh Biện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À, không, hôm nay anh Biện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá. Mày cứ treo anh đi, mày không mua. Mày không mua đi, xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Biện Trần. Anh Biện Trần rồi, Biện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k. Và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo, chào anh Hào, chào anh em Thìn Trần nhá, chào Hàng Ngọc Lợi, và chúng ta quay thôi. Nhạc có to, nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc mình để có hơi to không? Nhạc mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi. Anh nhá, Sâm Ngốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à? 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô vẫn biết ngay, anh Biện Trần ủng hộ 20k. Ui dồi ôi, gần chung ngay, trời ơi. Trời ơi, anh Biện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À, không, hôm nay anh Biện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá. Mày cứ treo anh đi, mày không mua. Mày không mua đi, xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Biện Trần. Anh Biện Trần rồi, Biện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k. Và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo, chào anh Hào, chào anh em Thìn Trần nhá, chào Hàng Ngọc Lợi, và chúng ta quay thôi. Nhạc có to, nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc mình để có hơi to không? Nhạc mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi. Anh nhá, Sâm Ngốc yêu em, muốn quay quả gì, muốn quay vạch nào thì lên tiếng giúp anh luôn. Anh sẽ quay quả 19 à? 19 đầu tiên đi. Nghe tiếng mô vẫn biết ngay, anh Biện Trần ủng hộ 20k. Ui dồi ôi, gần chung ngay, trời ơi. Trời ơi, anh Biện Trần ủng hộ 20k. Đoán nhá. À, không, hôm nay anh Biện đã ủng hộ 50k rồi. Chào em Đào Minh Đức nhá. Mày cứ treo anh đi, mày không mua. Mày không mua đi, xong rồi để dành hơi lâu à. Ok, cảm ơn Huy. Em đã nhận được 50k từ Huynh Biện Trần. Anh Biện Trần rồi, Biện Trần ủng hộ thêm vào giải là 50k. Và giải thưởng cho cây M200 Tribal nó bây giờ hiện tại là 201k cho những người anh em thích sự may mắn. Yo, chào anh Hào, chào anh em Thìn Trần nhá, chào Hàng Ngọc Lợi, và chúng ta quay thôi. Nhạc có to, nhạc có hơi to không mọi người? Nhạc mình để có hơi to không? Nhạc mình để có hơi to không? Ngẫu nhiên à? Ngẫu nhiên đi. Đây, nhạc mình đang để ngẫu nhiên, và anh em muốn nghe bài gì, anh Biện thích nghe bài gì anh lên tiếng giúp em nhá. Anh Biện muốn nghe bài gì thì anh lên tiếng giúp em để vào quay, để cho tập trung vào quay nào. Bài Người Đi Trong Đêm Mưa Gió Buồn đây. Đây là bài người vỡ bài này cũng được. Rồi, nào chỗ nào anh em ơi, khai mạc SC Vạch 13 anh ơi của Nhật Tân. Ok nào chớp vào gót á. Tuổi gì? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 của em Nhật Tân, và hy vọng sẽ là một cái gì đó. Nhật Tân ơi, nó cũng lại về 10. Nó về 13 giờ, rất tiếc cho em nhá. Các anh có thấy những vết nhăn đã hiện lên trên gương mặt bạn Việt không á? Không, bình thường mà. Nam Trần, em xin cả 17 anh ơi. Ok này, 17 Nam Trần. Mới lại về 13 giờ. Vâng, 3 quả đầu tiên là về 13 giờ nha mọi người nhá. Mình cho cái âm thanh bé xuống một tí. Rồi,
Đây, nhạc mình đang để ngẫu nhiên và anh em muốn nghe bài gì, anh Biện thích nghe bài gì anh lên tiếng giúp em nhá. Anh Biện muốn nghe bài gì thì anh lên tiếng giúp em để vào quay để cho tập trung vào quay nào. Bài Người đi trong đêm mưa gió buồn đây. Đây là bài Người 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 vỡ bài này cũng được. Rồi, nào Joe nào anh em ơi. Khai mạc SC Vạch 13 anh ơi của Nhật Tân. Ok nào. Nào chớp vào gót á. Tuổi gì? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 của em Nhật Tân và hy vọng sẽ là một cái gì đó. Nhật Tân ơi, nó cũng lại về 10, nó về 13 giờ. Rất tiếc cho em nhá. Các anh có thấy những vết nhăn đã hiện lên trên gương mặt bạn Việt không á? Không, bình thường mà. Nam Trần, SC Vạch 17 anh ơi. Ok này, 17. Nam Trần. Mới lại về 13 giờ. Vâng. Ba quả đầu tiên là về 13 giờ nha mọi người nhá. Mình cho cái âm thanh bé xuống một tí. Rồi. Đây, nhạc mình đang để ngẫu nhiên và anh em muốn nghe bài gì? Anh Biện thích nghe bài gì anh lên tiếng giúp em nhá. Anh Biện muốn nghe bài gì thì anh lên tiếng giúp em để vào quay để cho tập trung vào quay nào. Bài Người đi trong đêm mưa gió buồn đây. Đây là bài Người vỡ bài này cũng được. Rồi, nào Joe nào anh em ơi. Khai mạc SC Vạch 13 anh ơi của Nhật Tân. Ok nào. Nào chớp vào gót á. Tuổi gì? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 của em Nhật Tân và hy vọng sẽ là một cái gì đó. Nhật Tân ơi, nó cũng lại về 10, nó về 13 giờ. Rất tiếc cho em nhá. Các anh có thấy những vết nhăn đã hiện lên trên gương mặt bạn Việt không á? Không, bình thường mà. Nam Trần, SC Vạch 17 anh ơi. Ok này, 17. Nam Trần. Mới lại về 13 giờ. Vâng. Ba quả đầu tiên là về 13 giờ nha mọi người nhá. Mình cho cái âm thanh bé xuống một tí. Rồi. Đây, nhạc mình đang để ngẫu nhiên và anh em muốn nghe bài gì? Anh Biện thích nghe bài gì anh lên tiếng giúp em nhá. Anh Biện muốn nghe bài gì thì anh lên tiếng giúp em để vào quay để cho tập trung vào quay nào. Bài Người đi trong đêm mưa gió buồn đây. Đây là bài Người vỡ bài này cũng được. Rồi, nào Joe nào anh em ơi. Khai mạc SC Vạch 13 anh ơi của Nhật Tân. Ok nào. Nào chớp vào gót á. Tuổi gì? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 của em Nhật Tân và hy vọng sẽ là một cái gì đó. Nhật Tân ơi, nó cũng lại về 10, nó về 13 giờ. Rất tiếc cho em nhá. Các anh có thấy những vết nhăn đã hiện lên trên gương mặt bạn Việt không á? Không, bình thường mà. Nam Trần, SC Vạch 17 anh ơi. Ok này, 17. Nam Trần. Mới lại về 13 giờ. Vâng. Ba quả đầu tiên là về 13 giờ nha mọi người nhá. Mình cho cái âm thanh bé xuống một tí. Rồi. Đây, nhạc mình đang để ngẫu nhiên và anh em muốn nghe bài gì? Anh Biện thích nghe bài gì anh lên tiếng giúp em nhá. Anh Biện muốn nghe bài gì thì anh lên tiếng giúp em để vào quay để cho tập trung vào quay nào. Bài Người đi trong đêm mưa gió buồn đây. Đây là bài Người vỡ bài này cũng được. Rồi, nào Joe nào anh em ơi. Khai mạc SC Vạch 13 anh ơi của Nhật Tân. Ok nào. Nào chớp vào gót á. Tuổi gì? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 của em Nhật Tân và hy vọng sẽ là một cái gì đó. Nhật Tân ơi, nó cũng lại về 10, nó về 13 giờ. Rất tiếc cho em nhá. Các anh có thấy những vết nhăn đã hiện lên trên gương mặt bạn Việt không á? Không, bình thường mà. Nam Trần, SC Vạch 17 anh ơi. Ok này, 17. Nam Trần. Mới lại về 13 giờ. Vâng. Ba quả đầu tiên là về 13 giờ nha mọi người nhá. Mình cho cái âm thanh bé xuống một tí. Rồi. Đây, nhạc mình đang để ngẫu nhiên và anh em muốn nghe bài gì? Anh Biện thích nghe bài gì anh lên tiếng giúp em nhá. Anh Biện muốn nghe bài gì thì anh lên tiếng giúp em để vào quay để cho tập trung vào quay nào. Bài Người đi trong đêm mưa gió buồn đây. Đây là bài Người vỡ bài này cũng được. Rồi, nào Joe nào anh em ơi. Khai mạc SC Vạch 13 anh ơi của Nhật Tân. Ok nào. Nào chớp vào gót á. Tuổi gì? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 của em Nhật Tân và hy vọng sẽ là một cái gì đó. Nhật Tân ơi, nó cũng lại về 10, nó về 13 giờ. Rất tiếc cho em nhá. Các anh có thấy những vết nhăn đã hiện lên trên gương mặt bạn Việt không á? Không, bình thường mà. Nam Trần, SC Vạch 17 anh ơi. Ok này, 17. Nam Trần. Mới lại về 13 giờ. Vâng. Ba quả đầu tiên là về 13 giờ nha mọi người nhá. Mình cho cái âm thanh bé xuống một tí. Rồi.
Ồ.